Cách đây không có lâu, khoảng chừng 3 năm, Hòa thượng Làng Mai, tức là sư ông Thích Nhất Hạnh, Ngài có đề ra một công án, đó là Bụt có trong xe không? Có nghĩa là Phật có trong xe của mình không? Đa số Phật tử hay là không Phật tử, ai cũng đi lên chùa hay đi ra tiệm chợ gì đó, đi mua một cái tượng Phật nhỏ nhỏ về để mà treo trong xe hay là gắn ở trong chiếc xe của mình. Người tin Chúa thì để hình Chúa, tượng Chúa. Người tin Phật thì để tượng Phật, hình Phật. Người không có Phật gì hết thì họ tin thần, tin thánh, thì họ cũng có thể tìm những thần thánh gì đó mà theo cái tin của người ta mà người ta để trong xe. Đặc biệt là Phật tử thì hay đem cái tượng đó vô trong xe, bên chùa, nhờ quý thầy làm gì? Chú nguyện vô trong đó để cho mình treo xe. Vậy thì cái ý niệm mà mình gửi cái tượng lên để nhờ thầy treo trong, chú nguyện rồi treo trong xe cho mình, với cái ý tâm ý gì? Là mình muốn là cái xe của mình được an toàn trên xa lộ. Nhưng mà rồi quý vị sẽ nhìn lại, có những vụ tai nạn xảy ra, thậm chí đến chết người, cũng không ít những chiếc xe có hình Phật. Vậy thì Phật có trong xe không? Mình đặt ra câu hỏi đó cho mình. Rồi mình sợ, mình mới hỏi thầy chứ bây giờ treo Phật kiểu nào cho nó đúng? Xoay ra hay là xoay vô? Có không? Nếu mà xoay ra thì Phật ngó ngoài, mà Phật xoay vô Phật ngó mình. Thôi tốt nhất treo để Phật lủng lẳng, Phật treo. Có nghĩa là Phật coi everywhere. Như vậy là mình bảo đảm là mình không có tai nạn. Nhưng mà cũng có người sẽ giải thích lại là nói treo vậy Phật ổng chóng mặt bởi ổng đâu có thấy được. Công án nữa là treo Phật kiểu nào. Mình thờ Phật ở nhà cũng vậy, phải lựa một cái hướng thiệt là đẹp. Có nhiều người mà tin phong thủy là bắt đầu rước thầy phong thủy về coi đủ chỗ hết. Phong là gió mà thủy là nước, phải không? Mà nếu mà coi mà trúng thì không có trúng gió, mà trôi trật là đau cảm trúng gió tối ngày. Thành thử ra phải lựa Phật coi cái chỗ nào cho đúng hướng, hoặc là thỉnh Phật về để cho thầy chú nguyện. Các vị hay hỏi Pháp Hòa chứ để Phật kiểu nào cho đúng, đặc biệt là trong xe là xây ra hay xây vào? Thì Pháp Hòa nói dạ, mình treo Phật hướng nào cũng được, hay là mình để Phật hướng nào cũng được. Bởi vì Phật có thể nhìn tất cả các hướng, nhưng mà cái quan trọng là cái hướng của mình có hướng về Phật không? Cái đặc biệt là mình có hướng Phật không? Còn Phật thì luôn luôn hướng về mình. Còn đặc biệt là mình có hướng Phật không? Đó là một cái công án cho mình nữa. Mình thỉnh Phật về nhà mình thờ, với cái ý nghĩa là Phật phù hộ bình an. Cho nên mình phải kiếm cái hướng cho Phật. Mà nếu như mà ai cũng quan niệm là hướng Phật, hướng nào mà xây ra cái cửa chính là tốt. Có nhiều cái nhà mở ra thì gặp ngay cái closet máng áo, thì bây giờ phải hướng Phật ra đó chứ làm sao. Thành thử ở dưới này máng áo để giày, ở trên Phật để thờ. Thành thử Phật là người look after giày dép cho mình. Mà nếu bây giờ mà mình hướng về chỗ nào thì mình sẽ bị cái này, mình bị cái kia, cho nên rốt cuộc rồi cái mình hết hướng, cái mình đem Phật ra để đầu tủ lạnh, hay là mình để ở trong một cái học, một cái góc nào đó. Thì đó câu hỏi cho chúng ta là
Cái vấn đề không phải là chúng ta đặt Phật ở hướng nào, mà cái vấn đề là chúng ta có hướng Phật hay không, chúng ta có hướng về Phật hay không. Đâu phải là mình treo Phật ở trong đó rồi là mình sẽ được Phật phù hộ an toàn. Mà phần lớn, cũng có thể nói phần lớn, hoặc là những cái tai nạn xe cộ đó, có những chiếc xe không có thiếu hình Phật trong đó đâu, mà có nhiều người còn kỹ hơn là treo Phật khắp hướng nữa. Ở trước cũng có, sau cũng có. Có những Phật tử còn đặc biệt hơn là mua xe lên nhờ thầy lái dùm vòng. Trước khi Pháp Hòa đi qua đây thì có một cô Phật tử ở Việt Nam qua. Thì cổ đi qua thì buổi chiều đó, Pháp Hòa đang ngồi trong chùa với mấy chú, thì cổ mới lật đật cổ chạy vô: "Thầy ơi, thầy có khỏe không thầy? Con nhờ thầy ra xe dùm con chút." Pháp Hòa tưởng cái vụ gì, đưa chìa khóa cho thầy con. Mình tưởng cổ cúng chiếc xe. Tưởng cổ cúng chiếc xe, nó dạ dạ thôi khỏi. Ủa, nó dạ không. Thằng con trưa của con nó mới mua chiếc xe, con nhờ thầy vô ngậu chút cho nay lấy hên. Cổ mới móc trong túi cổ ra một cái tượng, tượng Phật mà Phật ngồi. Mà bây giờ mấy cái ông mà làm tượng Phật bỗng tâm lý dữ lắm. Nếu xây rang chiều là hướng rang trước mà quên nhìn cái ông tài xế rồi. Bây giờ ông tạo cái tượng có hai mặt. Pháp Hòa ra có thấy thằng con trai nó sao nó cứ cầm cái tượng, nó cứ kéo tới kéo lui. Nó tưởng đâu á là phải để ngay trước mặt nó. Mà quý vị biết cái bằng lái, cái tay lái nó bằng dày, rồi ở trên nó có cái mui tròn tròn vậy nè. Nó tưởng đâu là phải để ngay đây. Bây giờ nó đang phân vân hai chuyện: một là gắn không dính, hai mà nếu gắn ở đây á thì cản trở cái mặt nó làm sao nó lái. Chà, nó cứ ngồi nó rầu hoài mà không biết làm sao. Cái Pháp Hòa nó không không, con phải gắn đây, con gắn đây nè. Bà má chạy ra tới cái: "Được không thầy, được không thầy?" "Không được, con còn cái khác." Ở trong túi bà móc ra mấy cái luôn, bà coi coi, nghĩa là Phật nào treo được treo lên. Cái thì quý vị biết đó là để cái tượng Phật như vậy rồi. "Đưa chìa khóa cho thầy con." Thầy lái vòng. Xong rồi bà chưa chịu nó: Thầy đứng ngay đầu xe lên." Pháp Hòa nói bữa nay hốt hụi. Hồi nào giờ mình làm thầy chùa tụng đám cưới biết, đám tang biết mà chưa biết vụ này à. Nhưng mà mình theo Phật rồi, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh muốn sao mình cũng afternoon hết. Afternoon nghĩa là chiều á. If you want, I afternoon you. Mà nếu mà mình ông thầy mình nói dạ tôi không biết vụ này là ugly tiger. Xấu hổ lắm. À thôi thì cũng giả bộ ra đứng một chiếc xe bắt ấn rồi. Trời cha, bà khoái quá, hít hà, thầy lưng quá. Trước khi đi vô mình cũng thầm với con câu chứ bộ: "Lái xe cẩn thận nghe con." Con mà lái không cẩn thận là thầy hốt hụi à. Thưa đại chúng, là bây giờ mình đặt ra một cái công án cho mình. Cái công án nghĩa là một cái đề mục: Phật có trong xe không? Như vậy thì cái ý niệm mà mình treo Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình, mà bởi vì Phật nghĩa là người giác ngộ. Mà Phật treo ở đó là để Phật soi với mình.
Cái tượng Phật treo trong xe là vật ấn tâm. Còn mình có lòng mình thỉnh Phật để treo trong xe là tâm ấn vật. Mình đi ngang mình thấy một cái hình đẹp, thích quá, liền nghĩ tới chiếc xe mình. Đó là tâm ấn vật. Kể từ giây phút mình đem Phật mình để trong xe thì cái đó là Phật ấn tâm. Nhiều khi mình ngồi trong xe, người ta lái ẩu, mình vừa định quay kiếng xe xuống, mình đưa ngón giữa, Phật chiếu tướng mình, à, kéo xe, mô Phật. Hồi nãy định có ngón nè, mà nhờ có cái tượng Phật đó, cái Phật đó là Phật ấn, ấn tâm, tâm mình nó chuyển. Không có một người nào đi ngang hình Phật mà dám chỉ trỏ nói những cái điều bất kính. Như vậy thì cái hình ảnh của Phật nó có cái công năng để trị những cái thô của chúng ta, mà đặc biệt cái thô từ cái lời nói. Đặc biệt là khi chúng ta lái xe mà chúng ta có cảm giác một người nào lái ẩu là mình muốn chửi họ liền, thậm chí quay kiếng xuống, đi đầu thai hả mày? Ảnh hưởng phim Tàu. Hồi đó Việt Nam có câu đó. Coi phim Hồng Kông riết cũng có câu đó. Cho nên đó, mình treo Phật ở trong xe, xây ra xây vào, thậm chí mình treo cái hình, đều là cái mang cái ý nghĩa nhắc nhở mình. Mình đi ngang một cái bức tượng Quan Âm ở để ngoài tiệm. Ồ, mình nhớ tới ở nhà mình có cái đoạn tủ, cái tủ đó để được cái bức tượng đó. Nhìn thấy cái tượng đó thích thì lấy tâm ấn vật. Nhờ thầy đem chú nguyện thì lúc đó thầy cũng lấy tâm ấn vật. Thầy chú nguyện vô trong đó. Thầy nói gì? Không biết. Nói rồi quý vị làm rồi thầy làm gì? Đó thì thầy chú nguyện vô trong đó rồi, thật sự thầy cũng có nói gì đâu, đơn giản lắm. Hôm nay có Phật tử thí chủ này tên này nè, thỉnh ngài về để an vị ở nhà, ngưỡng mong ngài gia hộ cho quý Phật tử thân tâm an lạc, tâm bồ đề tăng trưởng. Nói chung là mình đặc biệt luôn, thiệt sự thưa đại chúng Pháp Hòa, không bao giờ thiếu câu này: gia hộ cho Phật tử tín tâm kiên cố. Không bao giờ Pháp Hòa cầu nguyện cho Phật tử mà thiếu câu đó. Bởi vì chỉ cần quý vị có niềm tin bất hoại nơi chánh pháp thì đạo Phật mới còn. Quý vị mà lung lay niềm tin thì đạo Phật mất. Đặc biệt là khi mình ở một cái xứ này, quá nhiều những cái mà làm cho chúng ta lung lay. Cho nên lúc nào Pháp Hòa, thậm chí một đứa nhỏ, ba mẹ nó ẵm nó lên nhờ thầy chú nguyện, sao nó khóc đêm hoài, hay là nó ăn, nói chung là người ta có niềm tin Phật Pháp ta mới tới. Nhưng mà mặc dù cái tin đó chưa phải thật là chánh pháp, nhưng mà người ta còn ẵm nó lên chùa nhờ thầy còn đỡ hơn là người ta không nghĩ tới. Mình phải thấy cái đó. Cho nên luôn luôn Pháp Hòa chỉ mong quý vị một điều là tín tâm kiên cố, khởi niềm tin với chánh pháp, với Tam Bảo càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ Pháp Hòa nguyện gì cho bản thân mình, cho gia đình, cho cha mẹ, cho anh em cũng có. Luôn mong Phật Pháp trường tồn, mà có người chánh tín thì Phật Pháp mới trường tồn được. Thậm chí quý vị đi thỉnh một cái tượng Phật về, quý vị đeo trong người, và với cái ý niệm là đeo để Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Chứ đâu có ai nói con đeo để mỗi lần con giận con nhìn Phật cho con bớt giận đâu. Không có. Phần lớn là cho con mạnh giỏi không à. Rồi bây giờ mình đeo như vậy, cái mình mới nói vậy đi trong nhà vệ sinh thì sao? Có người mới bày nó hả miệng để Phật vô. Mô Phật.
Mình mà mình đem cái tượng Phật mình để vô trong miệng mà mình ngậm với cái ý niệm là ở ngoài này nó dơ, chắc trong này nó sạch. Đặc biệt là mới ăn tô phở, mới ăn cái gì đó. Thành thử ra nếu nói là dơ thì cõi ta bà này không chỗ nào mà không dơ, mà nếu nói là sạch thì không có chỗ nào mà không sạch. Bởi vì cái quan trọng là tâm mình sạch. Đấy, quý vị đưa ly nước, quý thầy bắt ấn, quý thầy vẽ kêu nước cam lồ. Cam là ngọt, lộ là xương, rồi thầy rải cái hứng. Mà hồi nãy mà cầm cái ly không mà rải là sợ à. Có thầy quẹ quậy trong đó. Hỏi quậy gì? Án si bùa lẳng tẳng. Cho nên cái tin của mình cũng không sao. Nhưng mà từ cái tin đơn giản, cái tin đơn thuần, cái tin sơ cơ, mình hãy đưa cái tin mình lên tới cái chỗ gì? Cao độ là chánh tín. Quý thầy là hằng thuận chúng sanh, đa số là Phật tử sợ xui, sợ bệnh, sợ đủ thứ. Thì thôi quý thầy phải tùy thuận. Nhưng bây giờ hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng một điều là mình đừng đặt vấn đề là hướng về hướng nào mới tốt, mà mình phải hỏi là mình có hướng Phật không. Thậm chí mình thờ Phật ở trong nhà mà mình có hướng Phật không. Lâu lâu Pháp Hòa có dịp đến nhà Phật tử có công việc. Bất cứ nhà đình nào, cái việc Pháp Hòa đầu tiên đến là Pháp Hòa đi tìm bằng Phật, Pháp Hòa xá, xá Phật, xá ông bà của quý Phật tử đó thờ. Mà hễ Pháp Hòa mà thấy một cái bàn Phật mà trang nghiêm, trong bụng mình vui lắm. Mà thấy một cái bàn Phật mà trời ơi nước bông á thì nó đục ngầu, mà cái bông nó héo ngoắt xuống dày, mà trái cây nó úng nó thối lên, cái mình mới nói cô có giấy không để Pháp Hòa đi clean giùm cho. Pháp Hòa thấy bàn Phật dơ mà chịu không có nổi. Cho nên mình thờ Phật mà hằng ngày Phật ở đó với mình, mà mình chỉ thỉnh Phật về một lần mà tâm mình cả tháng không hướng Phật, thì Phật nào hướng mình? Phật thì rõ ràng hướng mình, nhưng mình không hướng Phật thì làm sao mình thỉnh Phật. Cái câu là thỉnh Phật an vị. An là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an vị trí đó, như nhà mình góc cạnh nào mình thỉnh Phật an vị, thì mình cũng đừng quên rằng ngay cái giây phút đó Phật phải an vị trong tâm mình. Mình phải an một vị, một đức Phật trong tâm mình, để bất kỳ mình đi đâu, ví dụ như mình lái xe, mình lái tăng cái speed lên, mà quý vị thấy không, mình hơn người ta có một chiếc xe cũng để làm gì, tới được tới đâu. Vậy mà chỉ hơn một chút thôi là tai nạn có xảy ra. Mà mình chỉ cần mình dừng xe lại, mình nhường tay một chiếc thôi, chừng 5 phút, mình trễ 5 phút và mình sớm 5 phút đâu có tới đâu. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận cái đó thì mình có thể gây tai nạn. Mà một khi mà tai nạn xảy ra thì có thể mình chết, hoặc là mình bị một cái thương nặng, thì chừng đó mình mất tất cả. Mất sức khỏe. Mất sức khỏe là mất nội tài, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất tiền, mất bạc gì đó là mất ngoại tài. Tim gan phèo phổi lá lách, ruột già ruột non, trong cơ thể mình là nội tài. Những vật chất xung quanh mình có, mình đang hưởng là ngoại tài. Cho nên quý Phật tử mà đăng ký mà cho người ta những cái tim gan gì của mình đó, cái đó là bố thí nội tài. Còn mình thấy đâu người ta thiên tai bảo lục, mình cho tiền cho của là ngoại tài. Mà mình không cẩn thận, mình chỉ hơn muốn hơn 5 phút, mình không chịu lùi một chút, thì chuyện nó sẽ lớn, nó sẽ xảy ra. Thì ngoại tài, nội tài đều mất hết. Nó có một cái bài thơ, bài kệ. Khi mình lái xe, mình phải đọc cái bài kệ đó.
Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thường thường bây giờ xe nào cũng có cái remote đó. Ngồi trong nhà bấm một cái, hai mấy phút, năm bảy phút sau cái xe nó ấm rồi mình ra. Đặc biệt là Canada, phần lớn là có bởi vì xứ lạnh. Mùa đông tuyết nó ngập xe, phủ xe. Mà bây giờ mình ra mà mình, quý vị biết không, mình ra đó, mình để cái chìa khóa vô mình đề, rồi mình đóng cửa lại, đôi khi mình quên cái mình lóc cửa xe. Rồi thậm chí á, mình để như vậy mình quét tuyết rồi mình đi vô trong nhà, ra tới là mất xe, bến bỉ hoài gì. Cho nên bây giờ người ta có cái remote control nó tiện lắm. Mình bấm, nhưng mà rồi mình bấm cái đó là mình có thần thông. Mình có thần thông rồi đó, ngồi chỗ mà chuyện gì nó cũng có thể, mình biết được là có thần thông rồi. Nhưng mà cái đó chỉ mới thần thông tay chân thôi. Mà mình còn phải có thần thông ở trong cái tâm thức của mình. Hồi trước người ta không có biểu mình phải cài xe an toàn, cài dây an toàn. Nhưng mà khi tai nạn xảy ra nhiều quá thì phải có dây an toàn. Bây giờ các tổ chế cho mình thêm bài kệ cài dây an toàn. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái tích tắc chết là tại mình ỷ lại đó. Chứ đi xa mà cài beo là chuyện thường rồi. Đây qua đó mà cài beo làm chi. Nhưng mình đâu có biết. Chuyển tức tức thị lai sanh. Chỉ cần một hơi thở thôi là mình đã qua thế giới bên kia rồi. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duy nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bộ. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Sáng còn tối mất. Trong một sát na mình đã qua thế giới, mình đã qua đời khác rồi. Sát na dị thế là đổi một cái thế giới khác. Thế thì mình đâu có được như vậy. Cho nên cái bài đó là cái bài một công án, một câu thần chú. 1/3 tai nạn xảy ra tại nhà mình. Xin lỗi, xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có một cái ông đó, ông làm manager cho một công ty bán đất Nghĩa Trang. Có một bữa Pháp Hòa đi đám tang thì gặp ông. Ông mới nói trời ơi, tôi lúc này tôi bị xui lắm. Hỏi sao vậy? Tôi bị phạt overspeed hoài à. Pháp Hòa mới hỏi ông bị phạt bao nhiêu. Ông nói giờ cái tích kịch cũng vài trăm. Ở Mỹ có bị vậy không? Vài trăm. Ồ, Pháp Hòa mới nói như vậy là bây giờ tôi cho ông một bài kinh nghe không? Overspeed 250-300, làm cái giấy nhỏ nhỏ dán ngay cái bằng lái xe đó. Nếu mà cái câu đó mà nó dán ngay đó, mà nó có khả năng nó soi chiếu mình, nó làm cho mình chậm lại, thì nó tương đồng với cái hình phật. Có mấy em thanh niên nó lái ẩu lắm. Mình ngồi xe nó, mình nhắm mắt niệm phật không chứ không dám làm gì. Mà cái chân của mình nó cứ đạp thắng miết, đi xong về mỏi chân quá. Pháp Hòa mới nói con có thương con của con không? Dạ thương chứ. Vậy con chụp hình nó treo ngay đây nè, để khi mà mình sắp sửa ẩu thì mình nhớ tới con mình. Lỡ có chuyện gì bỏ con vợ lại nghe không? Cái hình đó, cái hình đứa nhỏ đó bằng với tượng Phật. Đâu nhất thiết phải treo Phật. Treo một cái lá bồ đề, treo một cái cây thông cho nó thơm. Giống như ở đây xe ta hay mua cái car gì đó fresh để cho nó thơm vậy. Nếu mà mình bước vô xe mà cây thông đó, cái mùi thơm nó làm cho mình tỉnh táo, mình lái xe nhắc nhở mình, thì cây thông nó bằng hình Phật.
mấy đứa nào mà nó hay nóng giận nói bậy nói bạ đó, Pháp Hòa biểu chụp hình đứa con bỏ con cell phone đó. Mỗi lần mà giận lên sắp sửa nói bậy nhìn con, cha để phước lại cho con, nói bậy con gái hưởng. Con trai để phước lại cho mẹ, để phước lại cho con trai nha. Nó nổi giận nói bậy, con trai lãnh đủ, nhắc mình vậy. Cho nên cái hình Phật hay là những cái câu châm ngôn nó có cái công năng, nó giúp cho mình điều phục lại. Quý vị thấy có nhiều khi mình đây thí dụ như cái cổng chùa Huệ Quang, mình đi ra một là quẹo trái quẹo phải vậy đó, mà có những người người ta cứ lái tới là mình cứ nhích đi ra. Rồi nếu như mà mình gấp một cái mình đi ra là tai nạn. Mà quý vị sẽ nghe những cái tai nạn như vậy thường xuyên lắm. Mà thế thì bây giờ mình treo Phật ở trong đó, không lẽ Phật cũng phù hộ? Mà rõ ràng tôi có đem lên thầy có chú nguyện mà, không lẽ thầy chú lộn? Cho nên thưa đại chúng, không phải có Phật ở trong đó rồi là mình ỷ lại Phật. Bây giờ Pháp Hòa thưa là bây giờ thí dụ như mấy ông cảnh sát mà mấy ông đứng dọc đường, bây giờ mấy ông có mấy cái kẻ súng mấy ông bắn. Mấy cái ông đó cũng giống như Phật vậy đó, cho mình chậm bớt lại, không có mấy ông là mình over. Thay vì mình chửi mấy ông, ai bắt mình nếu mình đi đúng đường, mình đi đúng luật đâu, mình chỉ bị phạt khi mình phạm luật thôi. Nhưng mà đa số lúc bình thường không nói gì hết, mà hay bị phạt là chửi. Chửi mấy ổng tội nghiệp. Thành thử mấy ổng nếu mình quán chiếu, mình tư duy, thì mấy ổng là những người hộ pháp thiện thần giúp cho mình. Này, hồi nãy Pháp Hòa đi ngang mà thấy chùa có treo tượng hộ pháp ở đằng trước nhiều lắm. Ở Việt Nam á, quý vị có biết là cái đường lên Đà Lạt có mấy cái miễu không? Có mấy cái miễu. Nhiều khi á, người ta dựng lên mấy cái miễu đó đó, mấy cái miễu đó linh lắm, thờ những cô hồn các đảng, những người mà tai nạn ở đó. Mà hễ mà đi tới cái cua đó mà thấy cái miễu đó đó là lột nón xuống, lái chậm lại, sợ cô hồn dục. Như vậy thì cái miễu đó có công năng làm gì? Chậm chúng ta lại mà giảm tai nạn. Cho nên thưa đại chúng, đối với Phật giáo chúng ta không bác cái gì hết á, không có bác ai hết á. Nhưng mà chúng ta biết hướng người ta từ một cái tin tưởng rất là sơ cơ đi đến một cái tin trong sáng mà làm đẹp cho cái đức tin của họ. Ví dụ như các vị mà thờ ông gì ông Táo đó. Ông Táo có, mình đâu có thờ. Nhưng mà đa số nhà nào cũng tin là ở dưới bếp có ông đó, ông Táo. Ở ngoài trước mình thờ ông gì? Ông Thiên. Ở giữa nhà mình thờ ông gì? Ông Bà. Ở trước thờ ông Thiên, vô nhà thờ ông Bà. Vô nhà thờ ông Bà. Ở đằng sau thờ ông Táo. Vậy là ba ông chấn ba chỗ. Mình muốn làm ăn mà làm ăn bất chánh không có chỗ nào được. Ra ngoài có ông Thiên ông ngó, ra ăn bếp mà ăn dụng bảy bà ông bắt. Ở trước này mà cũng ông Bà cũng ngó tới ngó lui mình. Cho nên đó là cái ý niệm ông Bà mình ngày xưa tạo những cái hình ảnh như vậy, thờ cúng như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chữ thiện là khéo, là tốt. Đầu cũng phải tốt, giữa cũng phải tốt, sau cũng phải tốt. Một người học Phật Pháp, người ta học Phật Pháp ba là thời kỳ: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Lúc nào cũng phải có cái thiện lành. Ông thần tài á, nếu ổng là thánh, tại sao để ổng dưới đất thờ? Thánh thì phải lựa chỗ nào cao cao chứ, thờ dưới đất ổng buồn chết. Nhưng mà bởi vì ổng mang cái tên rồi, thổ địa,
Thành thử phải thờ thấp thấp để ổng xuống cho nó gần. Mà thổ địa thì thường thường đi chung với gì? Thần tài. Tâm mình là thổ địa đây, gia đình cái này, cái nhà này thổ địa. Nhưng mà tiền của mà thổ địa biết giữ thì tiền của mới không mất. Cho nên tiền biết xài là thần tài, tiền xài phí là thần tài đi chơi. Quý vị thấy người ta cúng trà cho ông thần tài, người ta cúng năm chung, tượng trưng cho ngũ phương. Trên cái bảng có ghi mà, ngũ phương ngũ thổ, đông tây nam bắc, khoảng giữa. Cho nên á, mình đeo Phật ở trong người của mình, mình thờ Phật ở nhà, rồi mình thờ Phật trong xe, mà rốt cuộc mình chỗ nào cũng có Phật, mà không có cái lúc nào mình có Phật hết. Nhà thì thờ Phật, xe cũng có Phật, mà thậm chí trên người mình 24/24 có Phật, mà ngôn ngữ không có Phật, hành động không có Phật, ý nghĩ không có Phật, thì Phật nào phù hộ mình nổi? Phật hướng về mình rồi, mà tại sao mình không hướng Phật? Mình đeo cái ông Phật trong này để cầu Phật mạnh giỏi, mà mình nói bậy, người ta đánh mình thì làm sao mình mạnh giỏi nổi? Mình mạnh là phải giỏi, còn mạnh mà dở thì không nên mạnh. Giỏi cái gì? Giỏi điều phục. Giỏi điều phục cái tham, cái sân, cái si, những cái ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Thờ Phật như vậy là thờ có ánh sáng. Tại sao trên bàn thờ Phật mình giữa để lư hương, hai bên hai cây đèn, trí tuệ của Phật, trí tuệ của mình ngang nhau. Bát hương là giới, ai cũng phải giữ giới nghe. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thắp hương thắp ba cây là giới, là định, là tuệ. Nhưng mà một cây cũng được, bởi vì trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Một cây thôi. Bên này bình hoa là nhân, bên này trái cây là quả. Không bao giờ mà Phật giáo không nhắc chúng ta đừng quên cái đạo lý nhân quả. Hoa là nhân mà trái cây là quả. Anh muốn tốt thì anh phải làm tốt. Anh muốn nhà anh yên thì anh phải giữ cho nhà mình yên. Phật ở đó chỉ là cái người làm cái biểu tượng. Phật là biểu tượng, tượng Phật là biểu tượng. Mình lại hy không cái tượng Phật, mà rốt cuộc Phật là do mình hùng tiền ra làm. Phật hùng tiền, mình hùng tiền mình làm tượng Phật, mà giờ Phật phù hộ lại mình làm sao? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật không phù hộ, mà Phật phù hộ cho mình bằng cách là Phật chỉ cho mình cách đi và cách sống. Mình muốn tới chùa Huệ Quang có mấy đường để tới, mà đi đường khác là không được, quẹo chỗ khác là không vô được đây. Cho nên có cái bài sám hay lắm, hồi nhỏ và thuộc. Muốn đi có một đường này, không có đường nào khác hết á. Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Anh muốn tu theo Phật mà anh đi đường khác sao gặp Phật? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Cho nên lại Phật là mình động khao chí gì? Chí tâm. Hay đọc là nhất tâm. Nhị tâm, tam tâm, tứ tâm là không được, phải nhất tâm. Nhất tâm hướng về Phật. Mình nói, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Mình nói con và ngài, hai cái tánh của con với Phật bằng nhau, không có khác. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ tương ứng thông cảm giữa con với Phật không thể nghĩ bàn. Bây giờ con đứng ở đây, con đứng ở đây mà nếu mà xung quanh này có 10.000 tấm kiến thì thân của con sẽ hiện trong 10.000 tấm kiến. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời.
trong con có mười phương chư Phật, mười phương chư Phật có trong con. Tụng kinh như vậy, niệm Phật như vậy, thờ Phật như vậy, ai nói mình mê tín? Ai nói mình mê tín mà mình biết hướng? Nghĩa là Phật là ngồi đó, nhưng mình phải hướng Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi tìm Phật, hướng về Phật mà lại. Ngày xưa bên Trung Hoa đó, có một vị tổ, đạo hiệu của ngài là Trí Khải Đại Sư. Ngài chỉ vì muốn cuốn kinh Lăng Nghiêm á, từ Ấn Độ sớm trở về Trung Quốc, mỗi ngày ngài đứng ra cái đầu ngọn núi, hướng về cái hướng mà Ấn Độ á, hướng Ấn Độ, ngài lại. Sáng nào ngài cũng đứng ngài lại về cái hướng đó, cầu cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm sớm về đất nước Trung Hoa. Mà quý vị biết ngài lại 18 năm trường, 18 năm trường, đến khi ngài tịch bộ kinh vẫn chưa tới. Sau này bộ kinh mới về tới. Rồi có những trường hợp có nhiều người, người ta thương đất nước, thương quê hương, bao nhiêu năm trời người ta không được về, thì người ta hướng về cái đất nước nào mà người ta đang ở đâu, mà đất nước đó là ở hướng đó, thì người ta hướng về đó. Quý vị thấy không? Vợ chồng khi cưới nhau, hai người cũng phải hướng về nhau, lễ nhau một lễ. Cái đó gọi là giao bái. Mình muốn mọi việc nó tốt, hãy hướng về nhau. Thế thì bây giờ Phật đã hướng mình rồi, còn chúng ta làm một việc thôi là mình phải hướng Phật. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Chỉ cần chúng sanh có tỉnh giác, nhất định sẽ giảm khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Cứu cái gì? Cứu từ cái nhân. Đừng làm cái đó khổ. Thật sự ra bây giờ thưa đại chúng nè, lỡ mình khổ rồi Phật cứu được không? Được, nhưng mà cực. Cũng giống như mà trước khi may vá gì á, thà là may cái mới mà ai may trật mà biểu mình sửa thì sao? Cực hơn, sửa được mà cực hơn. Còn trước khi nó là cái gì thì tại sao mình không làm cái cho nó chuẩn? Cho nên nó có cái thước, nó đo. Thước đo này là gì? Tư diệu đế. Khổ tập diệt đạo. Đây là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè. Tôi hiểu ra rồi thì dù chưa hết khổ, nhưng mà tôi đã hiểu lý do nào tôi khổ. Sự tĩnh lặng bắt đầu có mặt, sự an lạc bắt đầu có mặt. Bây giờ tôi chỉ còn làm một việc là đi tìm con đường dứt khổ. Bất cứ làm việc gì, lấy tứ diệu đế ra làm cái thước đo. Việc này lành nè, vì sao nó lành nè, và con đường nào dẫn tới điều lành. Cho nên giáo lý nào, pháp môn nào, việc làm nào mà thiếu tứ diệu đế thì nó chưa hẳn là giáo lý của Phật. Mình than mình bệnh, đó là khổ. Đi bác sĩ nói nguyên nhân bệnh, đó là tập. Ồ, cảm ơn bác sĩ, hôm nay tôi đau hoài mà tôi không biết tại sao. Bữa nay tôi biết cái bệnh tôi đỡ lo. Đỡ lo là giảm khổ rồi. Mặc dù chưa hết, ngay cái giây phút đỡ lo là diệt. Hết giờ rồi hả?
Rồi bây giờ nếu bác sĩ chỉ cho tôi làm sao tôi hết bệnh, bác sĩ chỉ công thức ăn uống, uống thuốc làm sao, điều trị làm sao là đạo. Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, gọi là tứ diệu đế. Cho nên tứ, cái giáo lý tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản, mà là cái giáo lý thâm sâu, mà cái giáo lý không ai mà không thể không biết. Phật tử là phải biết tứ diệu đế. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà phải xa khổ. Thương Phật tử Kali quá mà phải đứng hai phải đi về rồi. Khổ. Nhưng mà không sao. Khổ như vậy rồi thì cái chân lý nó lóe lên liền. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, đúng không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. À, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên cái khổ nó lóe lên thì cái tuệ giác nó có mặt. Cho nên đạo Phật không từ, nghĩa là khổ là một sự thật mà mắc cái gì mình phải chạy. Mà mình chấp nhận được nó là đạo có mặt. Sợ già mà có tránh được già đâu. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Cầm sợi tóc lên, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cái quan trọng là tâm xuân. Cái quan trọng là tâm xuân, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân. Còn cuộc đời này thủy chung là sẽ có mùa thu, rồi sẽ có mùa đông. Nhờ vậy mà nhạc sĩ mới có đề tài viết nhạc. Có những bài hát nói về mùa thu, có những bài hát nói về mùa đông, có những bài hát nói về mùa hè, có những bài hát nói về mùa hạ. Rồi có những tình yêu hạnh phúc, cho nên mới có những bài hát ca ngợi tình yêu hạnh phúc. Mà có những tình yêu tay ba, cho nên mới có chuyện một người đi với một người. Hiểu được cái đạo, hiểu được cái đó. Không có buồn thì không có sen, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có những cái giây phút mình khổ, bởi mình ném được cái khổ. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi đời ta đau khổ quá nhiều. Rồi cuối cùng câu thôi, đời đá vàng. Đời có đá mà cũng có vàng, có đá mà cũng có vàng. Lúc đó mình hiểu rồi thì không có đổ cho ổng trển nữa. Hồi đi, hồi đầu mình chưa hiểu cái gì cũng đổ ổng hết. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hiểu ra rồi thì à, có trời mà cũng có ta. Giờ làm gì? Tu là cội phúc, tình là dây oán. Cho nên nhờ có khổ mới lé ra cái ánh sáng. Mình mà không đau chân á, đâu có biết lúc này mình già. Mình mà không nhức răng, đâu biết lúc này tới tuổi. Cho nên á, mỗi ngày chừng bắt đầu chừng 40-50 tuổi là mình nhận thơ đều đều. Lâu lâu cái thơ của dentist gửi tới, time's up.
đi trám răng, đi clean răng. Thơ nha sĩ cũng đồng thời thơ chỗ đó đó. Đến khi nào mình gặp một cái thơ tối hậu, tối hậu thơ. Cho nên bây giờ lo niệm Phật, tụng kinh, tu đi, chuẩn bị apply visa về trển trước. Đi đâu cũng phải có visa hết á. Quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Trời đất ơi, cả đời cả ngày không lo tụng kinh niệm Phật gì hết, mà tới hồi mà sắp đi rước thầy tới tụng 8 tiếng. Thầy thương xót quá, thầy cũng tới thầy tụng mà thầy gục lên gục xuống thầy niệm. Ban hộ niệm cũng gục lên gục xuống mà niệm tới A Di Rị Đô Bà Tì. Mình đáp lại, dừng chân đứng lại xanh rì có sâu. Bởi vì cái tâm mình hàng ngày có A Di Rị Đô Bà Tì đâu. Mà lúc đó người ta tụng mình biết ta tụng gì. Tâm mình phải hàng ngày phải có A Di Rị Đô Bà Tì. Thì chừng đó người ta tụng mới nói già di nị già già na. Còn không mà ông thầy vừa sướng già di nị già già na, mình đáp là em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Mình phải có cái tương ứng đó. Cho nên Phật thì ở trong ta, mà ta thì hằng ngày hướng ra không có Phật. Ở nhà cũng thờ Phật, trong xe cũng có Phật, trên người cũng có Phật, mà thân khẩu ý thì không Phật. Vậy là Phật độ mình cái gì? Cho nên mình vừa định nói bậy cái nhìn lại Phật. Trời, có nhiều khi đeo Phật tổ bố. Mày có chừng tao nghe mày. Mà tới hồi mà đánh mà sắp sửa mà sợ mất, lột ra cất cho mát con. Còn lỡ không ai cất nữa, quất Phật ra sao? Mà lúc đó không có Phật trời gì nữa hết á. Bây giờ tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Tới hồi mà xuống dưới đó rồi thì bắt làm sao? Đừng bỏ em một mình. Trời lành lắm, trời lành lắm anh ơi. Thôi được rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu được ý nghĩa của Phật chưa? Bây giờ cái vấn đề là chúng ta không có sai khi thỉnh Phật ở nhà, đeo Phật trong người và để Phật trong xe. Mà cái quan trọng chúng ta phải hiểu cái ý là sự nhắc nhở. Mình sắp sửa lái ẩu thì Phật toàn ten, đừng ẩu con, đừng ẩu con. Ôi chà, Phật lắc, no way, no way. Mà nếu mà mình ẩu một cái râm mà Phật dính bằng crazy glue, mình đụng một cái râm mà Phật gắn bằng crazy glue mà Phật cũng rớt, Phật nói oh my god, hay là oh my Buddha. Cho nên thưa đại chúng là không có sai. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta. Niệm đâu Phật đó, một nhà thảnh thơi. Niệm Phật tộc họ Đề Huệ. Lúc nào mà tâm mình có Phật, nhớ Phật gọi là niệm Phật, thì gia đình mình yên. Tại vì người nóng thì mình bớt, người giận thì mình đừng có giận. Tại vì hai người giận thì đâu còn gì nữa. Có nhiều khi vợ chồng giận nhau lắm mà kéo ra ngoài nói chứ không có nói. Tại vì có hai đứa nhỏ trong nhà, mình nói tùm lum tà la nó nghe. Hai đứa nhỏ là hai ông hộ pháp. Còn, cho nên đó, thưa đại chúng, mình có bốn ơn. Ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn bằng hữu, bà con quyến thuộc, ơn chúng sanh. Bây giờ có một cái ơn gọi là ơn thầy trò.
thầy mà tu giỏi, tu tốt cũng nhờ trò. Tại vì mình có đệ tử rồi thì mình phải đàng hoàng, đệ tử nó mới nể. Ông thầy ông lên ngồi ông ăn, ông ăn mà ông cầu kỳ lắm. Tới hồi ông sặc cái mũi mì nó dính. Ông dặn đệ tử thầy ăn sao con phải ăn vậy, thầy gấp sao con phải gấp vậy. Ông gấp mì, ông bỏ ớt, sặc cái mì nó dính. Đệ tử chắp tay nói dạ cái này con làm không được. Quý vị còn năng lượng không? Dân Cali ghê gớm thật. Hồi chiều có một bác Phật tử thấy Pháp Hòa tội quá đi. Từ sáng tới tối ta nói hết chụp hình rồi, thấy hình chụp. Chụp một tấm chưa đủ, chụp hai tấm. Thầy ơi, tấm nãy thầy mặc áo nâu, tấm này thầy mặc áo vàng. Thầy ơi, Pháp Hòa không lẽ nói còn tấm nào thầy có tóc. Để tấm kia con mặc đồ thường, tấm này con mặc áo tràng. Bác thấy tội, bác vô nói trời ơi, Phật tử Kali dắt thầy không còn miếng. Kính thưa thầy, dạ thầy có khỏe không thầy ơi? Mùi quá. Cho con hỏi vì duyên gì mà tại sao anh em gia đình và mẹ cứ nói xấu con hoài? Con rất mệt mỏi và không muốn về nhà, con phải mang tội bất hiếu không? À, con cảm thấy con cảm thấy thoải mái khi không về nhà. Vậy là con phải làm sao? Có phải nghiệp đã hết, không còn duyên với gia đình? Cái này tối nay mình sẽ gặp nhau rồi có cái mù rùa lắc mới trả lời được. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Cụ Nguyễn Bính nói vậy đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái vấn đề là nhiều khi á, trong cuộc sống hàng ngày á, do cái sự hiểu lầm, chứ hiểu đúng là không có cái chuyện này. Nó phải có duyên do. Thì thôi bây giờ nếu người nhà mình chưa hướng tâm về mình, mà nếu mình cũng quay lưng nữa thì làm sao có cùng một hướng. Thôi thì bây giờ đạo hữu chịu khó, ở đời mà cái đức hy sinh nó cần thiết lắm. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, người ta có lòng thì mình có bụng. Thì bây giờ nếu như gia đình chưa hướng về mình thì thôi mình chịu khó hướng về gia đình. Làm gì làm chứ, máu chảy ruột mềm, lá rụng về cội. Thôi thì chịu khó về với gia đình, hướng về gia đình, mặc dù mình phải chịu lép một chút, nhưng mà thôi lép với người nhà chứ có lép với người dưng đâu mình lo. Nó có nhiều cái để chúng ta quán chiếu. Rồi lỡ một mai nếu như á mà cha mẹ hay ai đó mà đi rồi thì đôi khi mình hối hận không kịp. Thôi thì bây giờ trước khi cái chuyện nó tệ hơn nó xảy ra thì chúng ta hãy đừng để nó xảy ra nặng hơn nữa. Sở dĩ ngày nay nó như thế này là bởi vì cả hai bên chưa có được cái sự thông cảm. Cho nên á, đây là mình nói với cái vị mà hỏi này, nhưng mà đối với người nhà cũng vậy.
Nếu như mình thấy con mình hay người thân mình đã có lòng hướng về với mình, cho dù dẫn 9 xe 10 vàng thì mình cũng đói hoài trở lại, giống như Phật vậy thôi. Quý vị thấy khi nào mình khổ mình niệm Phật có khác không? Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi nào mình bớt khổ của mình giảm lại, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nào mình hết khổ, Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Mình mà ít khổ rồi cái mình ít có tâm sự với Phật. Thế mà thấy đứng trước Phật mà cầm cây nhang tượng tất gan gì mà xuống còn khúc là biết rồi đó. Con quá Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm, con thế này con thế kia, cho nên gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Cho nên cái cách của mình đó là khi mình khổ thì mình sẽ tìm Phật, không bao giờ bỏ mình. Mình thì hay bỏ Phật. Có nhiều khi vì tình yêu bỏ Phật cũng có vậy, vì cái ơn nghĩa mà bỏ Phật cũng có vậy. Người ta bảo lãnh qua, bỏ Phật cái một, vì một chút xíu tình cảm mình bỏ Phật ngàn đời cũng có vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mình muốn quay về, Phật vẫn làm gì? Tại đây con hãy nếu thầy cũng làm thiệt à? Em đang diễn tả Phật Di Đà. Chờ nấm cái làm liền kìa. Không sao, nắm tay thầy còn hơn. Tức là quý vị thấy không, Phật Di Đà lúc nào cũng duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cho nên là Phật lúc nào cũng sẵn sàng bàn tay với mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nắm Phật không. Có một cái người đó đi trên cái triền núi, té rớt xuống, may quá chụp được sợi dây. Phật ơi Phật cứu con, Phật ơi Phật cứu con. Phật đứng ở trên đỉnh núi, Phật nói đưa tay con cứu, đưa tay đi Phật cứu cho. Nó dạ con không dám buông sợi dây. Nó vậy sao ta nắm ngươi. Mình muốn Phật cứu mà không dám buông sợi dây. Giống mình không? Giống lắm. Tôi đi tu cho rồi để cho mấy người yên bụng, mấy người cứ làm khổ tôi mấy chục năm trời, phải không? Mà chỉ cần một đó ha, hồng xuất hiện, thôi xin thầy cho con về. Đó là Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Thôi thì bây giờ người thân mình không có mặt cho mình thì mình hãy có mặt cho người thân. Vì người xưa thường nói, nếu nói theo xưa, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, trời cao không bao giờ phụ lòng người, cái phụ lòng người có lòng. Còn nếu nói theo Phật thì sao? Mình cảm hóa, mình cảm hóa người ta. Bây giờ ngược lại, thí dụ như bây giờ cha mẹ nhớ mình mà mình không bao giờ nhớ cha mẹ thì sao? Phải không? Thành thử ở đây là mình nói chung, không có nói một vấn đề của ai. Ở đây là nếu người ta chưa hướng về mình thì mình hãy hướng về người ta. Cũng như vậy, cũng như vậy. Quý vị thấy là lúc nào Phật cũng có mặt cho mình. Kính thưa thầy, con được bà nội quy y lúc rất nhỏ, 2 tuổi. Bây giờ con muốn quy lại, vậy có sao không? Con nghe nói Phật tử không nên quy y 2 lần, xin thầy từ bi giải thích. Thưa, cái trường hợp mà mình quy y hồi nhỏ đó, cho dù mình đích thân được dẫn tới chùa quy y, nhưng mà lúc quá nhỏ không tính. Vì lúc nhỏ nó chỉ là gieo duyên chứ chưa có ý thức. Bây giờ lớn lên đó, thì mình
nghe cái giới làm lễ lại. Chữ lại ở đây không có nghĩa là mình phản, mà là mình refresh. Mình tiếp nhận pháp tam quy bằng tự tâm của mình, để cho cái pháp tam quy ngũ giới này do chính tâm thức mình hiểu biết mình tiếp nhận. Còn thí dụ mình nhớ cái pháp danh thì vẫn giữ pháp danh cũ, mình chỉ refresh lại thôi. Ở đây passport còn renew mà. Phật tử quy y rồi, cho dù lớn lên 20-30 tuổi quy y á, mà 1 năm 2 năm mà không đọc lại cái giới là coi như là mình cũng lợt lạc rồi đó. Mà nếu không muốn nói là mất giới, theo đúng nghĩa là quý vị phải tụng giới đó. Phật tử đã quy y rồi là mỗi tháng phải tụng giới một lần. Tụng giới bằng cách nào? Nếu mình không có phương tiện về chùa thì tự thân mình phải đứng trước bàn Phật, hay là mình ngồi ở đâu đó an tịnh, phải không? Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, con nguyện giữ giới không giết người hại vật, con nguyện giữ giới không tham, không gian tham trộm cắp. Phải nhắc mình như vậy gọi là tụng giới. Chứ còn đem cái điệp về mà treo trên bàn thờ, lâu lâu cuốn thổi cái phù bụi không, gọi là quy y, cái đó không có tính. Cho nên hồi nhỏ mình quy rồi, bây giờ mình quy lại là mình tiếp nhận lại bằng cái tâm thức của mình. Nhưng mà cho đúng là tất cả Phật tử phải tụng giới hết. Cho bây giờ sẵn ở đây mà cũng khuyến thỉnh đại chúng tụng giới đi. Nếu chùa không tổ chức tụng giới, quý vị ở nhà tụng giới. Thuộc năm giới, tụng để mình nhớ. Tại làm sao mà mình muốn hát cho giỏi thì mình mở cái karaoke mình hát hoài, hát quỷ mà kinh không chịu đọc. Mà không chịu đọc thì mỗi lần khổ thì đâu có lời kinh tiếng kệ thì nó giúp mình đâu. Mà lúc đó là những cái gì nó ra? Những cái bài hát đau khổ đó nó ra. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Trời, mà phải tha thiết vậy đó. Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Vì mình cứ nghe mấy cái đó, mình tiếp cái đó, mình đọc cái đó. Còn nếu mình tụng kinh thì khi khổ cái lời kinh nó ra. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Theo gót ngài để vượt qua khổ ải, nương thuyền tỳ để vượt khỏi ái hà. Ái hà tức là bờ mê đắm. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Còn mình nhớ hoài bóng hình kia ngày trước, thương hoài ngàn năm, chắc không? Thành thử ra mình, hễ mình huân cái gì thì cái đó nó ở trong này. Mình huân kinh điển thì kinh điển nó ở đây. Mình huân Phật thì Phật ở đây. Mà lúc mất thì cái kia nó không xuất hiện, nó lôi mình đi. Mình lúc nào cũng nhớ Phật thì lúc đó tiền lộ mang mang, don't worry, Phật ở đằng kia đón mình. Vì mình tâm mình có Phật, hàng ngày mình như cái cây nó nghiêng à. Hễ mình nghiêng về trái, cưa nó về trái. Nghiêng về phải, cưa nó về phải. Mình nghiêng cái nào thì cưa cây nó nghiêng về đó. Tâm mình hướng đâu thì nó dẫn mình đi tái sinh về cõi đó. Hết giờ chưa? Kính thưa Thầy, tâm Bồ Đề là gì? Ra tiệm con trai đằng đầu đây, đây. Nó có Bồ Đề tâm đó. Bồ Đề tỉnh tâm trái. Vậy là chưa đi tiệm này là hỏi nè. Chữ Bồ Đề là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Bu Đi, mình âm là Bồ Đề. Nghĩa là giác, nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thương yêu. Tất cả người con Phật nào, tất cả chúng ta làm việc gì từ cái tâm trong sáng của mình thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề.
Nếu thí dụ thôi, ngày đầu mình bước chân vô chùa mình tu, mình đâu có danh lợi gì đâu, đúng không? Đó là tâm Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình ở chùa tu thời gian mà bị cái danh, cái lợi, cái chức, cái quyền nó làm hư mình, thì mình biết đó là tâm Bồ Đề bị thối. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó, không bao giờ dù cho có gì đi nữa vẫn nuôi dưỡng cái tâm tu, đó là tâm Bồ Đề. Thôi bà giải thích đơn giản như vậy, gọi là Bồ Đề tâm bất thôi. Kính bạch con kính bạch thầy, con rất mừng khi con gặp lại thầy ở Orange County mấy ngày nay. Con có câu hỏi, xin thầy quan hỷ cho con biết kinh Lăng Nghiêm nên tụng vào giờ nào, hoặc nên áp dụng cho người mới tu như con hay không? Câu này hồi nãy vào cũng trả lời sơ sơ ở bên Mây Từ rồi đó. Thưa đại chúng, cái bài Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng ở trong cái nghi thức tụng niệm á, Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tỏa Ác Đắc Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa, cho đến cuối cùng 423 câu án A Na Lệ Thị Xá Đệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị gì đó. Cái đó đó là chỉ một phần lớn trong cái một phần ở trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm thôi, chứ nó không phải là kinh Lăng Nghiêm, nó là những bài thần chú trong kinh Lăng Nghiêm. Còn nguyên thủy bộ kinh Lăng Nghiêm nó dày lắm, nhưng mà chư tổ trích cái phần chú thần chú ra để làm một nghi thức buổi sáng cho mình tụng. Bây giờ á, mình có thể thay thế cái thời kinh Lăng Nghiêm bằng một thời kinh khác, không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đâu. Ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy, mình không có thời gian nhiều, mình chỉ cần lễ Phật ba lễ, rồi mình có thời gian tụng một bài chú Đại Bi cũng được, hoặc một bài sám cũng được. Thí dụ mình tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thỉ, rồi mình hồi hướng cũng được. Hay là mình tụng bốn lời quán nguyện: lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Mình đọc cái đó nhiều khi nó thiết thực hơn mình tụng Lăng Nghiêm. Tại vì mình tụng thắc tắc tha tôi già đa gia ra đế, mình tụng xong rồi thì hồi hướng mà mình không biết trong đó tụng gì hết trơn. Còn bây giờ mình tụng một bài kinh mà chữ đâu nghĩa đó, chữ đâu nghĩa đó. Thí dụ mình tụng đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Nghe nó hay không? Nhưng mà không hiểu hết. Vì vậy mình tụng lại cũng cái bài đó mình tụng. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sóng mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Tụng mấy câu đó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị có thể, đối với một Phật tử sơ cơ mới tập tu, không cần tụng Lăng Nghiêm, lựa mấy cái bài kinh mà căn bản mà bằng chữ tiếng Việt. Bây giờ ta dịch hết ra rồi, tụng đi. Các ngài chịu khó lấy bằng những cái tiếng chữ Hán, ngồi mà nắng ngót dịch một cái bài tụng bằng tiếng Việt hay như vậy, mình không tụng uổng quá. Thí dụ như ngài Trí Tịnh, ngài dịch cái bài Sám Thập Phương nè, mình tụng Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà để nhất cửu phẩm độ chúng sanh. Ngài Trí Tịnh ngài dịch nè: mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Quý vị nghe quý vị hiểu hết à, phải không? Thay vì mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật thì giờ ta tụng nè: một quyền xưng tán Như Lai, hai một là lễ kính Như Lai, hai quyền xưng tán công dày Thế Tôn, ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm quyền tùy hủy công huân, sáu quyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Mình tụng tiếng Việt được chứ có sao.
Cho nên quý Phật tử sơ cơ mới bắt đầu tập tu tụng tiếng Việt đi. Lên chùa nào ở đây hỏi có cuốn kinh nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt cho con xin, chùa nào cũng hoan hỷ cho mình một cuốn tiếng Việt. Mỗi Phật tử đều biết, một trong những lời dạy cho Phật tử là diệt tham sân si. Tuy nhiên con và nhiều Phật tử khác đến chùa cúng vái nhiều lần, vái mong Phật phò hộ cho may mắn, làm được nhiều tiền hay được trúng số 1 triệu đô la, con sẽ cúng chùa 1 triệu. Kính hỏi thầy, lời dạy về những lời vái trên có nên không? Nên không? Sao không nên? Chúng cúng chùa mà. Thưa đại chúng, mình đừng có chờ tới khi mình trúng số mới cúng chùa. Lỡ cả đời không trúng là không cúng. Nếu mình muốn cúng chùa, mà thưa đại chúng, chùa là một bậc xây dựng bằng tiền của bá gia, bá tánh, chứ không phải nhất gia nhất tánh. Cho nên không cần mình phải trúng số để mình bao hết cái đó. Mình bao ăn thì ok, bao xây chùa bao không có nổi. Cho nên mình nên để cho mọi người có công có của, bởi vì mỗi người phải đóng góp thì mỗi người phải thấy bổn phận của mình phải trở về đó để duy trì cho cái chùa đó phát triển. Nếu một mình cúng thì người ta kêu chùa đó của mình chứ không phải của chùa. Rồi mai mốt mà nó hư hao, ta kêu cái ông đó ra sửa. Quý hiểu ý không? Một người cúng thì chịu trách nhiệm. Mà đa số quý vị để ý coi, người nào mà đứng ra lập cái đó là không bao giờ ai nhúng vô. Và thậm chí người ta kêu chùa của bà Năm, bà Bảy, bà Tám, bà Mười, chứ không bao giờ kêu chùa của Phật. Bởi vì mình đứng ra mình cúng, mà lỡ có hư hao gì là kéo mình ra, cái đó không được. Cho nên chùa, cho dù mình có cúng 1 triệu, chùa vẫn phải nhận thêm của người khác. Không phải là chùa tham, nhưng mà vì không thể làm được việc đó. Chùa là của bá gia bá tánh, quý vị phải hùng vô. Quý vị thấy không, chỉ một buổi chiều nay đâu phải một người mà làm được việc đâu. Dù chỉ là một buổi nói chuyện, phải mỗi người một chút. Cho nên đừng đi chùa vái kiểu này nữa nha. Mà Phật hoàn toàn không biết Sức 49. Có nhiều Phật tử mua xong tờ vé số xếp lại để những lưu hương cho Phật. Mà Phật nhiều việc quá, nội trả lời cell phone email không là quên dở mấy cái đó ra đọc rồi. Mà nếu mà quý vị biết không, lỡ mình hụt trúng 1 triệu này, nó add up kỳ sau trúng mấy chục triệu. Thôi hết giờ rồi, mà cũng hết câu hỏi rồi. Thưa đại chúng, hôm nay mình tối hôm nay mình được gặp nhau trong cái buổi sinh hoạt, thật là một ngày dài. Quý vị nào mà đi theo từ sáng tới chiều có mặt đây không? Chắc cũng có. Quá giỏi. Thôi thì mong rằng buổi chiều hôm nay không làm cho quý vị nhàm chán, và chúng ta hiểu được thêm một chút về trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng tu hành. Đại chúng hoan hỷ không? Rồi. Hôm nay là sinh nhật con mười vui mừng, con cúng dường thầy. Sinh nhật của Ni Sư hả? Dạ. Nên sinh nhật nhiêu? A Di Đà Phật. Thôi thì đại chúng cho ông tràng pháo tay để mừng Ni Sư Hoa Tâm tròn 70 tuổi. Trước khi mà mình hôm nay ngày sinh nhật của con, hạnh phúc quá được về chùa Huệ Quang nghe thầy giảng vui quá. Cho ngày sinh nhật 3 tháng 4 của con, thành kính cúng dường thầy. À, tháng 3 ngày 4 hả? Thôi mình đổi ngược cho nó phù hợp với bữa nay.
trước khi mà Pháp Hòa hát hò gì cho đại chúng nghe, mình hồi hướng trước. Vỗ tay. Rồi mời đại chúng hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ em biết thân lắm. Giờ xin mời đại chúng nghe bài Em Chưa Từng Thấy Phật. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ thấy hình thôi, nhưng có nghe cô dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Thời trước khi có ca sĩ ra hát để mình hát ca lẻ, là Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài vòng cổ có cái tên là Xuân Này Con Không Về. Chiều nay ánh liền trời cao mai đào đầy sân rầy, nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rung cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nội chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước vườn sau tiêu điều trong vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm, nhà còn mấy miếng đậu hũ cũng không dám làm để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết, ngày phết bánh phồng đêm canh giấc nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ,
chớt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má? Nè đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm, nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ôi thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ nhớ em nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dập dìu khoe áo mới, nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Bầy em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ trông đợi thằng con phiêu bạc kiếp long đông, cho nên tóc mẹ ngày thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn. Còn nữa thôi mời anh ca sĩ đi, mình ca lẻ mà.